phí ra tận nơi. Cao chưa kìa. Có biến rồi. Công ty nào nhỉ? KNC. KNC nhỉ? Đi vào nó nổ banh sát. Ôi ôi, nổ sang công ty mình, trái lan công ty mình. KNC đã bốc cháy. Nhưng mà công ty này ít người mà nhỉ? Công ty này ít người. Toàn giấy ấy, sao? Toàn giấy. À, công ty này mới làm xong rồi. Nhưng nhỉ?